Cũng trong chiều nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, các đại biểu tổ đại biểu số 3, số 5 tiến hành thảo luận ở tổ. Tại tổ đại biểu số 3 gồm các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ và tổ đại biểu số 5 gồm các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang đã cho ý kiến về nhiều vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Dự thảo luận tại tổ đại biểu số 5 có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Tại tổ đại biểu số 5, các đại biểu đã nêu ra nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, quy hoạch và quản lý quy hoạch, tình trạng xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, tình trạng mất an toàn giao thông trên một số tuyến trong giờ cao điểm, tình trạng mất an ninh trật tự, tội phạm ma túy có xu hướng gia tăng, cũng như một số vấn đề về giáo dục, thu hút đầu tư 6 tháng cuối năm 2022. Một số con em đồng bào dân tộc mà khi tham gia cùng với cái chất lượng đào tạo cũng như trình độ học vấn thì các em sẽ không đạt với cái điểm chuẩn đầu vào, do đó một số các em sau khi thi tuyển cấp 3 thì nó không đạt. Như vậy thì cái giải pháp đưa ra đối với lại các học sinh, đặc biệt là các em của vùng đồng bào dân tộc của hai cái xã là thôn Tà Lang Dần Bí và thôn Phú Túc của Hòa Phú. Như vậy thì có giải pháp nào và có thêm cái giải pháp gì cho cái việc là ngoài cái việc chúng ta đào tạo về cái phổ thông học thì có thêm cái giải pháp liên quan đến cái đào tạo nghề hay không? Thu hút FDI của chúng ta năm nay là giảm rất là mạnh so với năm trước, chúng ta đạt khoảng 45% so với cùng kỳ thôi. Thì con số này nó tương đối là khiêm tốn. Tôi nghĩ là chúng ta cũng hàng năm chúng ta trước khi dịch thì chúng ta hay tổ chức cái diễn đàn đầu tư. Thế thì hiện nay thì cái diễn đàn đầu tư vừa rồi chúng ta đạt được cái kết quả rất là tốt, thì cũng rất mong là chúng ta có một cái giải pháp nào đó để tận dụng cái kết quả từ cái diễn đàn đầu tư. Phát biểu tại tổ đại biểu số 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn khẳng định, hiện nay tình hình kinh tế thành phố đang có nhiều tín hiệu hồi phục khả quan. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhận định vẫn còn nhiều thách thức và khó khăn đặt ra trong 6 tháng cuối năm nay, cần sự vào cuộc quyết liệt của các ngành đưa ra các giải pháp căn cơ để Đà Nẵng tiếp tục tăng trưởng. Trong cái báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách, các đồng chí có đề nghị đến một cái việc là chúng ta phải tính toán để tăng cái tỷ trọng công nghiệp lên 30%. Thì đây là một cái điều mà tôi cho rằng trong 6 tháng còn lại của 6 tháng cuối năm này thì khả năng sẽ rất khó. Ở đây muốn như vậy thì phải ngoài cái việc đối với công nghiệp thì hiện nay thì để mà một cái dự án đầu tư sản xuất công nghiệp vào thì người ta mất một khoảng thời gian rất dài. Đó là công nghiệp. Còn đối với công nghiệp lại đây, công nghiệp xây dựng là cố gắng làm thế nào chúng ta phải khơi dậy được cái vốn trong dân. Đó, cái đó mới quan trọng. Hiện nay các đồng chí để ý coi thử là có được bao nhiêu cái cần cẩu trên thành phố này xây dựng so với những cái mùa cao điểm trước 2019. Đấy, các đồng chí thấy đó. Cho nên bây giờ vấn đề quan trọng là chúng ta phải khơi được cái nguồn lực trong dân, trong các doanh nghiệp tư nhân. Tại tổ đại biểu số 3, các đại biểu đã cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu kinh tế và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Cùng với đó là các vấn đề liên quan đến công tác vệ sinh môi trường, cần đầu tư và cải tiến quy trình thu gom rác, qua đó nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường tại thành phố. Vấn đề về nguồn đầu tư thỏa đáng cho phát triển giáo dục, cần có kế hoạch đào tạo đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu giảng dạy ở các trường tiểu học, đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy 2 buổi một ngày.